Khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024 đang đến gần, ông Trump được cho là đang dần chiếm ưu thế trên đường đua. căng thẳng gia tăng giữa EU và quốc gia thành viên đang giữ chức chủ tịch luân phiên EU. Khi thủ tướng Hungary đã tuyên bố rằng liên minh châu Âu EU đang cố gắng thay đổi chính phủ của ông và lập nên một chế độ khác tại quốc gia Trung Âu này. Cuộc xung đột Nga-Ukraine vẫn tiếp tục căng thẳng. Tuy nhiên, phía Mỹ tin rằng Ukraine có năng lực tấn công các lực lượng Nga bằng UAV mà chưa cần tới các tên lửa tầm xa của phương Tây. Lực lượng lính dù Ukraine gần đây đã đẩy lùi cuộc tấn công bằng thiết giáp của Nga bằng drone góc nhìn thứ nhất. Tại Trung Đông, Israel đang tiếp tục làm nóng nhiều mặt trận. Nhưng không ai có thể hiểu rõ được mục đích cuối cùng của ông Netanyahu là gì Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình. Ngay sau đây là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024 tới gần, cả hai ứng viên Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa đang tập trung vào những nhóm cử tri đóng vai trò quyết định, trong khi lượng cử tri Cộng hòa bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay cho thấy ưu thế của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump. Mặc dù đây vốn được coi là lợi thế của Đảng Dân chủ. Tuy nhiên, các nhà quan sát vẫn cho rằng những lá phiếu sớm chưa thể nói lên được điều gì khiến kết quả cuộc đua năm nay rất khó đoán định. Tờ Washington Post cho biết, ở thời điểm hiện tại, đã có hàng chục triệu cử tri Mỹ tham gia bỏ phiếu sớm thông qua hình thức trực tiếp hoặc qua thư điện tử. Đáng chú ý, số lượng cử tri Cộng hòa bỏ phiếu sớm đã tăng vọt so với năm 2020, giúp cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump chiếm ưu thế trước ngày bầu cử tháng 11. Tại bang Nevada, số cử tri thuộc đảng Cộng hòa bỏ phiếu sớm trực tiếp chiếm 52%, tính đến cuối ngày 21 tháng 10 trong khi đảng Dân Chủ là 28%. Ở Arizona, khoảng nửa triệu cử tri đã đi bỏ phiếu tính đến cuối tuần qua. Lượng bỏ phiếu của cử tri đảng Cộng Hòa tương đương cách đây 4 năm, trong khi đảng Dân Chủ thấp hơn nhiều. Truyền thông Mỹ cho biết, việc bỏ phiếu sớm giúp chiến dịch tranh cử của các bên tận dụng nguồn lực hiệu quả hơn, bởi họ chỉ cần nhắm đến nhóm cử tri chưa tham gia bầu cử. Tại Pennsylvania, hơn một triệu cử tri bỏ phiếu qua thư tính đến sáng 22 tháng 10, trong đó 650.000 phiếu của cử tri dân chủ, 300.000 phiếu của Đảng Cộng hòa. Năm 2020, bang này có hơn 2,6 triệu cử tri bỏ phiếu qua thư. Cố vấn của Đảng Cộng hòa, Paul Benz nói, Đảng Cộng hòa đang quay trở lại với thành tích truyền thống của họ, hoặc Đảng Dân chủ đang hoạt động kém hơn đáng kể, nhưng còn quá sớm để đưa ra kết luận. Theo hiến pháp Mỹ, công dân Mỹ từ đủ 18 tuổi trở lên đều có thể tham gia bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử. Tuy nhiên, trong mỗi kỳ bầu cử luôn có một bộ phận lớn người dân không muốn đi bỏ phiếu do không quan tâm tới chính trị hay đơn giản là không thích các ứng cử viên. Pennsylvania là nơi ông Donald Trump và bà Kamala Harris phải thắng để đắc cử. Nhưng kết quả ở bang chiến trường này có thể phụ thuộc rất nhiều vào nhóm cử tri do Thái, chiều quyết định. Chia sẻ cảm xúc về cuộc bầu cử năm nay, cử tri gốc do Thái Stephanie Spearman cho thấy rõ sự chán nản. Cô nói, tôi cảm thấy thực sự trống rỗng cô Spielmann nhiều năm qua đều bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ. Nhưng năm nay, cô không đăng ký vào danh sách cử tri của Đảng. Người Mỹ gốc do Thái lâu nay được xem là một nhóm cốt lõi trong nền tảng ủng hộ của Đảng Dân Chủ. Song cuộc chiến chống Hamas của Israel ở giải Gaza cùng những hỗn loạn mà nó gây ra như làn sóng biểu tình bài do Thái đã khiến Đảng Dân Chủ mất điểm với cộng đồng này. Trong một cuộc bầu cử cạnh tranh xích sao, đặc biệt tại những bang chiến trường quan trọng như Pennsylvania, những lá phiếu của cử tri Do Thái như Spearman có thể là chìa khóa quyết định ứng cử viên nào giành được 19 phiếu đại cử tri của bang. Cùng với đó là cơ hội đắc cử Tổng thống Mỹ. Ông Donald Trump hiểu rất rõ về vai trò của những người này đối với chiến dịch của ông. Ông Trump khẳng định rằng ông đã là Tổng thống Mỹ tốt nhất từ trước đến nay. Dưới sự dẫn dắt của ông, quan hệ giữa Mỹ và Israel đã có nhiều bước phát triển. Tại sự kiện gây quỹ với chủ đề chống lại chủ nghĩa bài Do Thái ở Mỹ, ông Donald Trump nói thêm, lời hứa của tôi với người Do Thái Mỹ là với lá phiếu của các bạn, tôi sẽ là người bảo vệ, người che chở của các bạn. Và tôi sẽ là người bạn tốt nhất mà người Do Thái Mỹ từng có trong Nhà Trắng. Nhưng nói cho công bằng, tôi đã là người đó rồi. Trong trường hợp ông Trump trở lại Nhà Trắng sau cuộc bầu cử vào tháng tới, một cuộc chiến thương mại lớn và đầy đủ sự do so có thể sẽ bùng nổ. Và lần này, EU đã chuẩn bị để đáp trả mạnh mẽ một trong những bước đi quan trọng của eu là thành lập lực lượng phản ứng nhanh được đặt ngay tại trung tâm ba điều hành của chủ tịch ủy ban châu âu ursula von der leyen tại bruxelles nhóm này đã được chuẩn bị để đối phó với cả hai kịch bản đảng dân chủ hoặc đảng cộng hòa thắng cử tuy nhiên trọng tâm rõ ràng là chuẩn bị cho khả năng cựu tổng thống trump quay lại với chiến lược thương mại cứng rán hơn động thái trên cho thấy nếu ông trump tái đắc cử và áp đặt các mức thuế mới eu sẽ không khoản nhượng Bruxelles đã chuẩn bị một danh sách các biện pháp trả đũa mạnh mẽ nhằm tạo áp lực buộc ông Trump phải ngồi vào bàn đàm phán ngay từ đầu. Có thể nói một trong những thay đổi lớn nhất sau nhiệm kỳ đầu của ông Trump là sự đoàn kết mạnh mẽ giữa các nước thành viên EU trong việc đối phó với các thách thức thương mại từ Mỹ. Ủy ban châu Âu đã đóng vai trò chủ đạo trong việc phối hợp chiến lược, đảm bảo rằng toàn bộ khối sẽ phản ứng thống nhất. Một nhà ngoại giao cấp cao từ Bruxelles khẳng định, Bruxelles đã chuẩn bị sẵn sàng một danh sách các biện pháp trả đũa mạnh mẽ và chúng tôi tự tin rằng có thể chiến thắng trong cuộc chiến thương mại này. Một trong những điểm nóng trong cuộc chiến thương mại tiềm tàng này chính là ngành công nghiệp ô tô của Đức. Ông Trump đã từng đe dọa áp thuế từ 10% đến 20% lên các sản phẩm của ngành công nghiệp ô tô Đức trong nhiệm kỳ đầu tiên và tuyên bố sẽ phá hủy ngành công nghiệp này để buộc các doanh nghiệp chuyển sản xuất sang Mỹ. Đối với ông Trump, Việc áp thuế lên ô tô không chỉ giúp giảm thâm hụt thương mại của Mỹ mà còn là một đòn bẩy để đạt được các thỏa thuận thương mại có lợi cho Washington. Sự đe dọa trên đã khiến các nhà sản xuất như Volkswagen, BMW và Daimler lo ngại. Ngành công nghiệp ô tô Đức không chỉ quan trọng đối với nền kinh tế Đức mà còn có mối liên kết chặt chẽ với nhiều nền kinh tế khác trong EU. Một cuộc chiến thương mại với Mỹ sẽ gây thiệt hại lớn, không chỉ với Đức mà còn với toàn bộ chuỗi cung ứng ở EU tuy nhiên mục tiêu cuối cùng của eu không phải là kéo dài cuộc chiến thương mại mà là nhanh chóng đàm phán một thỏa thuận các nhà ngoại giao eu tin rằng dù có thể rất quyết liệt trong việc áp thuế ông trump vẫn là một người đàm phán thỏa thuận bẩm sinh minh chứng là ông trump từng đàm phán lại hiệp định thương mại tự do bắc mỹ nasta với mexico và canada cũng như đạt được các thỏa thuận với hàn quốc nhật bản và trung quốc trên cơ sở đó eu đang dự đoán rằng một phần trong các cuộc đàm phán này sẽ liên quan đến việc hợp tác chặt chẽ hơn giữa EU và Mỹ về vấn đề Trung Quốc. Ông Trump từng thể hiện sự quan tâm đến việc đối phó với ảnh hưởng ngày càng tăng Trung Quốc và EU có thể tận dụng điều này để làm đòn bẩy trong các cuộc thương lượng. Mặc dù vậy, EU hiểu rằng thời gian không đứng về phía mình. Ngay sau khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ kết thúc, Brussels sẽ phải hành động nhanh chóng để bảo vệ lợi ích kinh tế của mình. Hiện tại, cuộc chiến thép giữa EU và Mỹ đã được tạm dừng sau khi lệnh đình chỉ thuế quan của EU kéo dài thêm 15 tháng vào cuối năm ngoái. Tuy nhiên, lệnh này sẽ hết hiệu lực vào tháng 3 năm tới, ngay sau khi Tổng thống Mỹ tiếp tục nhậm chức. Dù ông Trump hay bà Kamala Harris có lên cầm quyền, EU vẫn sẽ phải tính toán lại các chiến lược thương mại của mình. Kết quả thăm dò ý kiến cử tri công bố mới đây cho thấy nhiều khả năng Đảng Cộng Hòa sẽ giành quyền kiểm soát Thượng viện từ tay Đảng Dân Chủ trong mùa thu này. Kết quả của cuộc thăm dò do báo The New York Times, Đại học Siena thực hiện cho thấy, Đảng Cộng hòa đang dẫn trước Đảng Dân chủ trong các cuộc đua vào Thượng viện Mỹ ở các bang Montana, Texas và Florida. Hiện tại Đảng Dân chủ đang nắm giữ 51 ghế tại Thượng viện, tuy nhiên việc Thượng nghị sĩ Joe Manchin bang West Virginia quyết định không tái tranh cử đã khiến Đảng Dân chủ đối mặt với nguy cơ mất thêm một ghế. Hy vọng duy nhất của đảng này là duy trì thế cân bằng 50-50. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ John Tester của bang Montana, một trong những đảng viên dân chủ gặp khó khăn nhất, đang tụt lại phía sau đối thủ Cộng hòa là Tim Sheehy, một doanh nhân giàu có và cựu lính đặc nhiệm hải quân SEAL với tỷ lệ 52% so với 44%. Bang Montana với dân số khoảng 1,1 triệu người đã chứng kiến lượng tiền khổng lồ đổ vào cuộc đua tranh cử vào Thượng viện năm nay. Theo số liệu thống kê, hơn 265 triệu đô la Mỹ đã được chi cho quảng cáo trên truyền hình liên quan đến cuộc đua này. Tại Montana, cựu Tổng thống Donald Trump đang dẫn trước Phó Tổng thống Kamala Harris với cách biệt lớn là 57% so với 40%. Điều này tương tự như lợi thế của Thống đốc Greg Jenford của Đảng Cộng Hòa trước đối thủ Dân Chủ là Ryan Bush, 57% so với 35%. Còn tại Texas, thượng nghị sĩ Ted Cruz của Đảng Cộng hòa đang dẫn trước đối thủ dân chủ là Colin Onred với tỷ lệ 48% so với 44%. Tại Florida, thượng nghị sĩ Rick Scott của Đảng Cộng hòa đang dẫn trước đối thủ Debbie Mucarsel Power của Đảng Dân chủ với tỷ lệ là 49% so với 40%. Hồi tháng 6, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson đã gặp các thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa để bắt tay vào nghị trình đầy tham vọng có thể áp dụng nếu như ông Donald Trump tái đắc cử và Đảng Cộng Hòa giành lại quyền kiểm soát Thượng viện. Các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa đang ngày càng tự tin về viễn cảnh, ứng viên của đảng này là ông Donald Trump quay lại Nhà Trắng vào tháng 11, cũng như khả năng chiến thắng của đảng này trên đường đua lưỡng viện quốc hội. Sự tự tin này dựa trên thực tế tỷ lệ người dân ủng hộ Tổng thống Joe Biden đang thấp và họ muốn xây dựng nghị trình làm việc ngay từ bây giờ để sẵn sàng cho sự chuyển giao quyền lực vào tháng 1 năm 2025. Cảm thấy thế đa số đang trong tầm tay, các thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa bắt tay xây dựng nghị trình mới một khi kiểm soát Thượng viện. Thượng nghị sĩ John Cornyn của bang Texas Người chạy đua để trở thành thủ lĩnh Đảng Cộng hòa kế tiếp tại Thượng viện, liệt kê những mục tiêu của ông trong trường hợp Đảng Cộng hòa kiểm soát Nhà Trắng lẫn Quốc hội trong năm sau. Theo kế hoạch thì phe Cộng hòa tại Thượng viện muốn tiếp tục việc cắt giảm thuế từ thời ông Trump làm tổng thống, tăng mạnh chi tiêu quốc phòng, giảm những khoản chi bắt buộc của chính phủ để giảm nợ công. Trả lời NBC News vừa qua, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cho biết Bà không nghi ngờ gì về việc nước Mỹ đã sẵn sàng có nữ tổng thống và người dân không quan tâm nhiều đến giới tính tổng thống. Cụ thể, với câu hỏi của phóng viên NBC News về việc liệu nước Mỹ đã sẵn sàng cho một nữ tổng thống ra màu, bà Harris tuyên bố: "Hoàn toàn có thể. Xét về mọi mặt của đời sống đất nước, một phần quan trọng trong cuộc bầu cử này thực sự không phải là lật sang trang mới, mà là khép lại một chương trong kỷ nguyên, thể hiện sự chia rẽ người Mỹ." Đồng thời, bà Kamala Harris không quên nhấn mạnh phần lớn chúng ta có nhiều điểm chung hơn là những điểm khác biệt và người dân Mỹ mong muốn một tổng thống của tất cả người Mỹ. Đề cập đến yếu tố ứng viên nữ, da màu, tranh cử tổng thống Mỹ, bà Kamala Harris nói, tôi rõ ràng là phụ nữ, tôi không cần phải chỉ ra điều đó với bất kỳ ai. Điểm mà hầu hết mọi người thực sự quan tâm là bạn có thể làm công việc đó không và bạn có thực sự tập trung không. Đó là lý do tại sao tôi dành phần lớn thời gian để lắng nghe và sau đó giải quyết những mối quan tâm, thách thức, ước mơ, tham vọng và nguyện vọng của người dân Mỹ. Ứng cử viên Đảng Dân chủ cũng cho rằng người Mỹ xứng đáng có vị tổng thống quan tâm đến cuộc sống của mình, trái ngược với ông Donald Trump, người luôn chỉ tập trung vào bản thân mình. Trong những ngày cuối cùng của chiến dịch tranh cử, Phó tổng thống Kamala Harris tỏ ra tự tin mình có nguồn lực, chuyên môn và sự tập trung đối với những mối đe dọa tiềm tàng ảnh hưởng đến kết quả bầu cử. Song song với đó, bà Harris cũng mạnh mẽ khẳng định ông Donald Trump cố gắng hủy bỏ cuộc bầu cử tự do và công bằng ông ấy đã kích động đám đông bạo lực tấn công đồi Capitol và 140 nhân viên thực thi pháp luật, trong đó có một số người đã thiệt mạng. Đây là vấn đề nghiêm trọng. Đây được coi là lời đáp trả mà bà Kamala Harris đưa ra sau khi ông Donald Trump gây áp lực lên ứng cử viên Đảng Dân Chủ bằng những tuyên bố vô căn cứ về gian lận cử tri trong chu kỳ bầu cử năm 2024. Sky News vừa đưa tin, trong đơn khiếu nại được gửi đến Ủy ban Bầu cử Liên bang Mỹ FEC. Chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump tuyên bố đã có sự can thiệp thông qua các hình thức đóng góp bất hợp pháp trắng trợn của công dân nước ngoài do công đảng Anh tiến hành. Được chấp nhận bởi chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Harris. Trích dẫn một ghi nhận từ báo Washington Post, đơn khiếu nại cho hay giới chức cấp cao của hai chính đảng đã có nhiều buổi gặp mặt riêng tư và trao đổi thông tin với nhau trước thềm ngày bầu cử ở Mỹ. Cụ thể, tờ Sky News viết, các chiến lược gia có mối liên hệ với công đảng Anh đã đưa ra lời khuyên cho bà Kamala Harris về cách giành lại sự ủng hộ của những cử tri bất mãn và thực hiện một chiến dịch giành chiến thắng từ phe trung tả. Cụ thể, trong đơn khiếu nại, đội ngũ của ông Donald Trump cũng nhắc đến các bài báo khác về những cuộc tiếp xúc giữa các thành viên cấp cao của công đảng Anh như giám đốc truyền thông cho phố Downing, Matthew Doyle và tránh văn phòng của Thủ tướng Anh, Morgan McSweeney với chiến dịch tranh cử của bà Harris. Đơn khiếu nại còn trích dẫn một thông điệp do Sophia Patel, quan chức phụ trách hoạt động của Công đảng Anh, đăng tải trên mạng xã hội LinkedIn tuần trước rằng 100 người đã và đang làm việc cho đảng này được điều động đến Mỹ để giúp vận động tranh cử cho bà Harris. Bài đăng này hiện tại đã được xóa đi. Đáng chú ý, đơn khiếu nại của đội ngũ luật sư bên phía ông Trump cũng nhắc đến tuần lễ kỷ niệm tại Mỹ vừa qua, đánh dấu sự kiện 243 năm ngày quân đội Anh đầu hàng trong trận Yorktown. Một chiến thắng quân sự đảm bảo Mỹ sẽ độc lập về mặt chính trị với Anh ngày 19 tháng 10 năm 1781, ngày 19 tháng 10 năm 2024. Dù thừa nhận Mỹ cho phép các công dân nước ngoài tình nguyện hỗ trợ hoạt động tranh cử tại nước này, nhưng đội ngũ của ông Donald Trump quả quyết, những người ngoại quốc làm việc đó phải không được trả thù lao, không được chi tiêu, chỉ đạo hay kiểm soát hoạt động thuộc các chiến dịch tranh cử ở Mỹ. Song song với đó, phe Cộng hòa và tỷ phú Elon Musk ủng hộ ông Donald Trump cũng đã lên án chiến dịch tranh cử của bà Harris đang loay hoay tìm kiếm ảnh hưởng từ nước ngoài để thúc đẩy thông điệp cấp tiến của mình vì biết không thể giành được sự ủng hộ của người dân Mỹ. Luân Đôn hiện chưa lên tiếng bình luận trước diễn biến trên. Tuy nhiên, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã trực tiếp gặp cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến thăm New York vào tháng trước với tuyên bố ông rất tin tưởng vào các mối quan hệ cá nhân trên trường quốc tế. Kết quả thăm dò dư luận tại các bang dao động quan trọng đang cho thấy dấu hiệu tích cực về khả năng thắng cử của ông Donald Trump trong năm nay. Giới quan sát nhận định, cựu tổng thống Mỹ đang nắm giữ những chìa khóa vàng có thể giúp ông mở cánh cửa phòng bầu dục một lần nữa. Thứ nhất, về di sản kinh tế. Trong màn tranh luận với ông Biden hồi tháng 6, ông Trump tuyên bố đã để lại nền kinh tế vĩ đại nhất trong lịch sử nước Mỹ sau khi rời nhiệm sở vào năm 2020. Tuyên bố của ứng cử viên đại diện Đảng Cộng hòa được cho là có phần khoa trương, nhưng trên thực tế, tăng trưởng GDP trong thời kỳ ông nắm quyền đã đạt mức tương đối ổn định là 2,6% trước đại dịch. Quá trình phục hồi cũng diễn ra tốt đẹp sau khi cựu tổng thống chuyển giao quyền lực cho người kế nhiệm ông Joe Biden. Thứ hai, nhiều cử tri nam ủng hộ ông Trump. Mỗi lần ra tranh cử tổng thống, ông Donald Trump đều nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các cử tri nam và từng dẫn trước ông Biden với tỷ lệ ủng hộ 53% so với 45% vào năm 2020. Tỷ lệ này được cho là sẽ tiếp tục tăng cao trong cuộc bầu cử năm nay, đặc biệt đối với nhóm cử tri nam trẻ tuổi. Theo nghiên cứu của Gallup, nam giới trẻ tuổi ở Mỹ đang trở nên bảo thủ hơn, trong khi nữ giới cùng độ tuổi lại có xu hướng theo đuổi chủ nghĩa tự do. Thứ ba, vấn đề Trung Đông. Mặc dù nhìn chung chưa đến 1% cử tri coi đây là vấn đề quan trọng, nhưng xung đột ở Trung Đông lại là mối quan tâm lớn của hai nhóm cử tri chính của Đảng Dân Chủ cử tri trẻ tuổi và cử tri Mỹ gốc Ả Rập. Theo Viện Người Mỹ gốc Ả Rập, ông Donald Trump và bà Kamala Harris hiện đang ngang bằng về tỷ lệ ủng hộ từ nhóm cử tri Mỹ gốc Ả Rập. Tuy nhiên, điểm đáng báo động là khoảng 10% cử tri nhóm này đang chuyển sang ủng hộ các ứng cử viên của đảng thứ ba do không hài lòng với cách thức lưỡng đảng xử lý vấn đề Trung Đông. Bà Harris có khả năng cao sẽ bị những cử tri ủng hộ Palestine quay lưng sau những tuyên bố đứng về phía Israel trong cuộc chiến ở bên kia bán cầu. Thứ tư, sự xuất hiện muộn màng của bà Kamala Harris. Tiếp nhận ngọn đuốc từ Tổng thống Joe Biden và chính thức tham gia đường đua vào Nhà Trắng hồi tháng 7, bà Harris đã có một khởi đầu như mơ khi liên tiếp phá vỡ các kỷ lục gây quỹ và tỷ lệ ủng hộ từ cử tri. Tuy nhiên, tuần trăng mật tranh cử của bà Harris có vẻ đang tiến đến hồi kết. Sau một thời gian trượt dài trên các bảng thăm dò dư luận, ông Trump đã bắt kịp và có phần vượt lên đối thủ đến từ đảng Dân Chủ ở nhiều bang chiến địa quan trọng. Thứ năm, Hệ thống bầu cử Mỹ có lợi cho ông Trump. Hệ thống bầu cử theo cử tri đoàn đang mang lại nhiều lợi thế hơn cho các tiểu bang thưa dân và vùng nông thôn, nơi tập trung đông các cử tri ủng hộ cựu tổng thống và Đảng Cộng hòa. Cụ thể, cư dân Wyoming với gần 70% đã đứng về phía ông Trump trong năm bầu cử 2020 sẽ được hưởng 5,1 phiếu đại cử tri đoàn trên 1 triệu dân. Trong khi cùng số dân New York và California theo chủ nghĩa tự do ủng hộ Đảng dân chủ chỉ được hưởng 1,4 phiếu Nguyên tắc Winner Take All tạm dịch là người chiến thắng sẽ có tất cả. Được tất cả các tiểu bang áp dụng, trừ hai tiểu bang Maine và Nebraska, nghĩa là chỉ cần kém một phiếu, người thua cuộc sẽ ra về tay trắng. Chính nguyên tắc này đã mang lại chiến thắng trong Donald Trump trong năm 2020 trước đối thủ bà Hillary Clinton. Tiếp tục những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, vừa qua trong cuộc họp báo kỷ niệm 68 năm sự kiện Hungary năm 1956 ở Budapest, Thủ tướng Hungary Orbán, một đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố rằng Liên minh châu Âu EU đang cố gắng thay đổi chính phủ của ông và lập nên một chế độ khác tại quốc gia Trung Âu này. Mới đây, trong buổi họp báo kỷ niệm 68 năm sự kiện Hungary năm 1956 tại công viên Millenaris ở Budapest, Hungary, Thủ tướng Hungary, Orbán, một đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã tuyên bố rằng Liên minh châu Âu EU đang cố gắng thay đổi chính phủ của ông và lập nên một chế độ khác tại quốc gia Trung Âu này. Những phát biểu này của Thủ tướng Orbán được đưa ra trước hàng nghìn người tại Budapest, đánh dấu sự gia tăng căng thẳng giữa EU và quốc gia thành viên đang giữ chức chủ tịch luân phiên EU. Thủ tướng Orbán người từ lâu đã bất đồng quan điểm với EU trong nhiều vấn đề, đặc biệt là các quan điểm đối với cuộc xung đột Ukraine hiện nay. Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng Orbán nhấn mạnh với người ủng hộ rằng chính trị Hungary độc lập là điều không thể chấp nhận được đối với Bruxelles, ám chỉ EU. Nhà lãnh đạo Hungary cũng nhấn mạnh Bruxelles đang tìm cách thay đổi chính phủ hiện tại của mình. Tuy nhiên, ông không đưa ra bằng chứng để chứng minh cho tuyên bố của mình và EU hiện cũng chưa phản hồi công khai những cáo buộc này mối quan hệ giữa Hungary và Liên minh châu Âu EU đã căng thẳng trong nhiều năm qua, đặc biệt là về cách Thủ tướng Hungary xử lý các thể chế dân chủ và lập trường của ông về cuộc xung đột ở Ukraine. Hungary đã nhiều lần chặn hoặc trì hoãn các biện pháp của EU nhằm hỗ trợ Ukraine và áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga, khiến cho nhiều lãnh đạo trong khối chỉ trích ông Orbán không vì lợi ích của các đồng minh EU và NATO. Thủ tướng Oban cũng đã bất đồng quan điểm với các nhà lãnh đạo EU khác khi tranh luận về lệnh ngừng bắn và các cuộc đàm phán hòa bình ở Ukraine, khiến nhiều người cho rằng ông đang ủng hộ lợi ích của Nga và quay lưng lại với các đối tác EU và NATO. Trong khi đó, EU đã giữ lại hàng tỷ đô la hỗ trợ tài chính cho Hungary vì cáo buộc vi phạm pháp luật. Thậm chí một số nhà lập pháp của khối này đã nhiều lần đề xuất tước quyền bỏ phiếu của Hungary vì các vấn đề liên quan tới dân chủ những lời lẽ ngày càng gay gắt của Thủ tướng Hungary chống lại EU được coi là một phần trong chiến lược của ông nhằm khơi dậy tinh thần dân tộc trong nước, đặc biệt là khi đảng Fidesz cầm quyền đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ phe đối lập mới nổi. Chính phủ của ông Orbán đã phải chịu những thất bại do vấn đề lạm phát, bê bối và áp lực từ phong trào đối lập do ông Peter Magyar đứng đầu. Với cuộc bầu cử quốc gia đang đến gần vào năm 2026, ông Orbán dường như muốn củng cố lại cơ sở của mình bằng cách tìm kiếm các sự ủng hộ đối với những mối đe dọa chung từ bên ngoài. tờ Financial Times đưa tin, các công ty quốc phòng hàng đầu thế giới đang đầu tư mạnh vào việc phát triển vũ khí laser chi phí thấp để đối phó với thiết bị bay không người lái UAV. Ấn phẩm này nhấn mạnh, các công ty quốc phòng đang đẩy nhanh kế hoạch phát triển vũ khí laser chi phí thấp khi quân đội trên khắp thế giới đang tìm cách ứng phó với UAV. Financial Times lưu ý chúng ta đang nói về các nhà thầu hàng đầu như tập đoàn quốc phòng và hàng không vũ trụ Mỹ RTX, công ty quốc phòng đa quốc gia Quineticul của Anh, nhà thiết kế và sản xuất hệ thống tên lửa MBDA hàng đầu châu Âu, các công ty được cho là đang đầu tư mạnh và các công ty tiền tiến từng có một thời gian dài được coi là khoa học viễn tưởng hơn là thực tế. Theo ấn phẩm, cuộc đua phát triển vũ khí có chùm tia laser có thể cắt xuyên kim loại và phá hủy các thiết bị điện tử đã trở nên cấp bách khi chính phủ các nước đang cố gắng tìm ra những cách tiết kiệm chi phí hơn để chống lại UAV và tên lửa. Các chuyên gia nhận định, sự gia tăng xung đột bằng UAV đã làm nổi bật sự bất cân xứng về chi phí mà các chiến lược gia quân sự phải đối mặt khi chi tiêu phòng thủ vượt quá chi tiêu tấn công. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng ngay cả khi công nghệ này đã được phát triển hoàn chỉnh, vũ khí laser và các vũ khí năng lượng định hướng khác vẫn nên được xem như một khả năng bổ sung trên chiến trường chứ không phải là thuốc chữa bách bệnh mặc dù việc phát triển vũ khí laser vẫn đang ở giai đoạn thử nghiệm nhưng kết quả đầu tiên đã được ghi nhận theo đó rtx corporation đã thử nghiệm thành công một số nguyên mẫu tại khu huấn luyện quân sự cho thấy độ chính xác cao khi bắn hạ máy bay không người lái và các mục tiêu nhỏ trên không công ty qnetq của anh cũng thể hiện những thành tựu của mình trong lĩnh vực này Vũ khí laser của Queeneticu đã đánh chặn thành công các máy bay không người lái trong điều kiện chiến đấu thực tế. Vào tháng 4 vừa qua, Bộ Quốc phòng Anh cũng cho biết sẽ đẩy nhanh quá trình phát triển laser The Dragon Fire. Vũ khí này hiện sẽ được triển khai trên các tàu chiến của Hải quân Hoàng gia Anh vào năm 2027, sớm hơn 5 năm so với kế hoạch ban đầu. The Dragon Fire được thiết kế để có thể tấn công bất kỳ mục tiêu nào có thể nhìn thấy được. Bộ Quốc phòng Anh mô tả đây là loại tiên laser quân sự tiên tiến trong tương lai, đồng thời tiết lộ độ chính xác mà Dragonfire đạt được, thể hiện bằng khả năng bắn trúng đồng xu một bảng ảnh từ khoảng cách 1.000m. Mới đây, phát biểu tại phiên họp của Hội đồng Bộ Quốc phòng Nga Belarus ở Minsk, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belusov cho biết, năm nay, NATO đã tổ chức một loạt các cuộc tập trận lớn nhất kể từ chiến tranh lạnh, trong đó có các kịch bản về một cuộc xung đột toàn diện với Nga và đồng minh, số lượng binh sĩ của liên minh đang tăng lên cùng các hoạt động huấn luyện, chiến đấu và tình báo. Theo ông Belousov, Minsk và Moscow đang tăng cường hợp tác quân sự trong bối cảnh áp lực gia tăng từ các nước phương Tây cũng như các hoạt động thù địch của NATO gần biên giới nhà nước liên minh Nga-Belarus. Cũng tại cuộc họp, Bộ Quốc phòng Nga và Belarus đã ban hành một kế hoạch hợp tác song phương mới, bao gồm hơn 160 sự kiện chung. Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Krenin nói, các thành viên hội đồng đã thảo luận về hợp tác quân sự kỹ thuật và thực hiện các chương trình của nhà nước liên minh. Ngoài ra, kế hoạch cho các cuộc tập trận quân sự chung Japad 2025 của lực lượng Belarus và Nga đã được thống nhất. Ông Krenin khẳng định rằng lập trường của Bộ Quốc phòng Nga và Belarus thống nhất trong mọi lĩnh vực. Bộ trưởng Quốc phòng Belarus nói: "Tôi muốn nhấn mạnh sự hiểu biết lẫn nhau, sự thống nhất về lập trường, về quan điểm đối với mọi vấn đề." Theo ông Krenin, triển vọng phát triển hợp tác quân sự Nga-Belarus đã được xác định rõ ràng. Không còn nghi ngờ gì nữa, việc thực hiện hiệu quả tất cả các hoạt động đã lên kế hoạch sẽ tiếp tục nâng cao năng lực phòng thủ của nhà nước liên minh. Ở một diễn biến khác, đài RT đưa tin, Bộ Ngoại giao Nga mới đây đã triệu tập đại sứ Đức tại Moscow, ông Alexander Graf Lamsdorff, để phản đối việc Đức cho phép tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO lập một sở chỉ huy hải quân mới ở Đức. Theo đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã dự lễ khánh thành sở chỉ huy hải quân ở thành phố Rostock, miền Đông Đức, giáp biển Baltic. Tại buổi lễ, ông Pistorius mô tả biển Baltic là hành lang cho thương mại, có khả năng cơ động quân sự và an ninh năng lượng và là tiền tuyến phòng thủ tập thể, có thể chống lại các mối đe dọa đang phát triển. Bộ trưởng Quốc phòng Đức lưu ý rằng tầm quan trọng của khu vực này đã tăng lên do hoạt động của Nga ở khu vực lân cận của chúng ta. Sau lễ khánh thành, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập đại sứ Lambsdorff để phản đối động thái mà Moscow mô tả là chương trình hướng tới việc xem xét lại kết quả của Thế chiến II và hướng tới quân sự hóa nước Đức. Moscow cho rằng động thái của Đức vi phạm các điều khoản của Hiệp ước 2 cộng 4 năm 1990 về cấm đồn trú quân đội NATO trên lãnh thổ Đông Đức cũ. Nga yêu cầu Đức phải đưa ra lời giải thích toàn diện và ngay lập tức, đồng thời so sánh việc thành lập sở chỉ huy trên với việc chùm phát xít Adolf Hitler tái quân sự hóa vùng Greenland, Đức vào năm 1936, động thái được coi là phát pháo mở đầu cho Thế chiến thứ hai. Theo TASS đưa tin, cuộc tập trận suốt giữa Mỹ và Nhật Bản đã diễn ra tại chính đất nước mặt trời mọc từ ngày 23 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 2024. Theo đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo Kinsuut có sự tham gia của khoảng 45.000 quân nhân Mỹ và Nhật Bản, cùng 40 tàu và 370 máy bay. Lực lượng bộ binh, hải quân và không quân của Mỹ và Nhật Bản, cùng lực lượng vũ trang Australia góp mặt tại cuộc tập trận năm nay. Ngoài ra, các đại diện từ một số quốc gia như Anh, Đức, Ấn Độ cũng tham gia và tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, đóng vai quan sát cuộc tập trận. Ngoài ra, thông tin từ Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ, PACOM cho thấy lực lượng viễn trinh thủy quân lục chiến 3 MEF-3 thuộc thủy quân lục chiến Mỹ tham gia cuộc tập trận Kingswood cùng lực lượng phòng vệ Nhật Bản, GSDF. Được biết, Kingswood tập trung vào khả năng tương tác chiến đấu, các hoạt động tấn công trên không, phòng thủ tên lửa và trên không toàn diện của các lực lượng vũ trang tham dự. Được tổ chức từ năm 1986 và mỗi 2 năm một lần, Kingswood là một cuộc tập trận thực địa được thiết kế để tăng cường khả năng sẵn sàng cùng khả năng tương tác giữa Mỹ và Nhật Bản đồng thời củng cố mối quan hệ song phương và thể hiện quyết tâm của xứ sở cờ hoa trong việc hỗ trợ lợi ích an ninh của các đồng minh và đối tác khu vực. Đại tướng Yoshihide Yoshida, tham mưu trưởng Liên quân Nhật Bản cho biết trong cuộc họp báo, chúng tôi có cảm giác cấp bách mạnh mẽ rằng chúng tôi không thể loại trừ khả năng một tình huống nghiêm trọng giống như Ukraine xảy ra ở các khu vực gần đất nước chúng tôi. Chúng tôi quyết tâm ngăn chặn và gian đe tình huống như vậy. Ông Yoshida đồng thời nói thêm rằng, Liên minh Mỹ-Nhật là một phần không thể thiếu đối với sự ổn định của khu vực. Về phía Mỹ, Đô đốc Steve Kohler, chỉ huy hạm đội Thái Bình Dương chia sẻ, Kingswood sẽ đảm bảo chúng ta duy trì được lợi thế của mình trước những kẻ tìm cách phá hoại trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Trong khi đó, Trung tướng Roger Turner, chỉ huy MEF-3 khẳng định các cuộc tập trận bắn đạn thật như Kingswood là một trong những cách có giá trị nhất để xác định khả năng bảo vệ các đồng minh và đối tác của Mỹ. Việc tiến hành huấn luyện tại các địa điểm khác nhau trên khắp khu vực, cho phép quân đội Mỹ tiếp tục học hỏi và cải thiện năng lực để hỗ trợ một Ấn Độ Dương Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Tất cả các lực lượng sẽ tham gia huấn luyện với một kịch bản toàn diện, được thiết kế để hỗ trợ phòng thủ của Nhật Bản và ứng phó với một cuộc khủng hoảng hoặc tình huống bất ngờ ở khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Tuy nhiên, kịch bản này không liên quan đến các sự kiện khu vực hiện có và cũng không nhắm vào bất kỳ quốc gia nào. Mới đây, một vụ tấn công gây thương vong đã xảy ra tại trụ sở của tập đoàn công nghiệp hàng không Thổ Nhĩ Kỳ TUSAS gần thủ đô Ankara. Theo hãng thông tấn Anadolu, đã xảy ra vụ nổ lớn tại hiện trường kèm theo một cuộc đấu súng. TUSAS là một trong những công ty quốc phòng và hàng không hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ. Công ty này sản xuất Can, loại máy bay chiến đấu đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ, bên cạnh nhiều dự án quan trọng khác. Trên mạng xã hội X. Bộ trưởng Nội vụ Ali Yelikaya mô tả đây là vụ tấn công khủng bố nhằm vào các cơ sở của Tusas tại Karamankazan, Ankara. Hình ảnh từ camera an ninh ghi lại vụ tấn công cho thấy một người đàn ông mặc thường phục đeo ba lô và cầm một khẩu súng trường tấn công. Những hình ảnh này cũng cho thấy một người phụ nữ mang theo vũ khí. Theo Al có khoảng 15.000 người làm việc tại cơ sở Tusas ở Karamankazan. Phóng viên của hãng tin này chia sẻ, có thông tin những kẻ tấn công đã xâm nhập và bắt một số công nhân làm con tin. Rõ ràng kẻ tấn công đã có thông tin về tòa nhà, lối vào. Nhiều chuyên gia cho rằng đây là cuộc tấn công khủng bố được lên kế hoạch. Đã có khoảng 5 người thiệt mạng và 22 người bị thương do vụ tấn công, trong đó có 3 người trong tình trạng nguy kịch. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy cánh cổng bị hư hại và một cuộc đụng độ gần đó tại bãi đậu xe. Lực lượng ứng phó tình huống khẩn cấp đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Yasa Guler tuyên bố Đảng Công nhân Người Quốc PKK tổ chức bị coi là khủng bố và bị cấm hoạt động đứng sau vụ việc, đồng thời nhấn mạnh Ankara sẽ không ngừng truy quét cho đến khi tiêu diệt phần tử khủng bố cuối cùng. Sau vụ việc, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận quân đội nước này đã tiến hành chiến dịch không kích đáp trả nhằm vào hơn 30 mục tiêu tại khu vực phía Bắc Iraq và Syria. Thông báo của bộ này cũng khẳng định toàn bộ các mục tiêu đều bị phá hủy, và chiến dịch này vẫn đang tiếp diễn, song không công bố thông tin chi tiết. Cùng thời điểm, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cùng lãnh đạo nhiều nước, trong đó có Nga, Đức, Pháp, Iran, đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công và gửi lời chia buồn sâu sắc tới chính phủ và người dân Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thư ký NATO Mark Rutte tuyên bố, Liên minh quân sự này sẽ sát cánh cùng đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ và cho biết đang theo dõi chặt chẽ diễn biến. Vừa qua, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã bắt đầu chuyến công du tới các nước Tây Ban Căng nhằm tái khẳng định việc mở rộng EU vẫn là một trong những ưu tiên của EU trong thời gian tới. Điểm đầu tiên trong chuyến công du 4 ngày của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đến các nước Tây Ban Căng là Albany. Bà von der Leyen cho biết Albany đang trên đường gia nhập EU, tầm nhìn và sự kiên trì với con đường hội nhập châu Âu của nước này đã có kết quả. Trong khi đó, Thủ tướng Albany Edi Rama cho rằng vẫn còn nhiều việc phải làm để tuân thủ các yêu cầu của EU, đồng thời bày tỏ hy vọng quá trình này sẽ kết thúc vào năm 2030 khi Albania trở thành thành viên chính thức của khối. Ông Rama khẳng định, điều quan trọng đoàn kết người dân Albania, đó là hội nhập châu Âu và tương lai của các thế hệ tiếp theo của Albania sẽ được xây dựng tại EU. Cùng thời điểm, Ủy ban châu Âu đã phê duyệt chương trình cải cách của Albania, Kosovo, Montenegro, Bắc Macedonia và Serbia sau khi nhận được ý kiến tích cực của các quốc gia thành viên EU. Trong chương trình cải cách đầy tham vọng của mình, chính quyền các nước này cam kết thực hiện các cải cách kinh tế xã hội để thúc đẩy tăng trưởng và hội nhập với EU theo kế hoạch tăng trưởng trong giai đoạn 2024-2027. Việc thông qua chương trình cải cách đóng vai trò then chốt để được phép thanh toán theo cơ sở cải cách và tăng trưởng trị giá 6 tỷ euro của EU sẽ thực hiện sau khi hoàn tất các bước cải cách đã thỏa thuận. Chủ tịch EC Ursula von der Leyen cho biết, thông qua chương trình cải cách nằm trong lộ trình của EU để đưa nền kinh tế của các nước Tây Ban Căng đến gần hơn với nền kinh tế châu Âu. Đây là bước tiến lớn hướng tới việc gia nhập EU của các quốc gia này. Ủy ban châu Âu EC mong muốn Bosnia và Herzegovina chính thức đệ trình chương trình cải cách để EC có thể đánh giá và tiếp tục hỗ trợ trong việc hoàn thiện vì lợi ích của tất cả các công dân. Sáu quốc gia Tây Ban Căng đang ở các giai đoạn hội nhập khác nhau vào EU. Tuy nhiên, Serbia và Montenegro là những quốc gia Tây Ban Căng đầu tiên tiến hành đàm phán thành viên cách đây vài năm. Mới đây nhất là Albania và Bắc Macedonia, trong khi Bosnia và Herzegovina, Kosovo mới chỉ bắt đầu bước đầu tiên của quá trình hội nhập. Cuộc xung đột Nga-Ukraine được cho là một trong những yếu tố quan trọng khiến các nhà lãnh đạo châu Âu thúc đẩy 6 quốc gia này gia nhập khối. Theo nhà phân tích chính trị Ego Unchi Behanzin, Hội nghị thượng đỉnh BRICS, nhóm các nền kinh tế mới nổi 2024 tại Kazan, Nga có thể đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử địa chính trị toàn cầu. Trong khi đó, trật tự thế giới do phương Tây thiết lập đang dần mất cân bằng và cần đến một thay đổi mạnh mẽ. Hội nghị năm nay có sự tham gia của khoảng 20.000 đại biểu đến từ 36 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 22 nguyên thủ quốc gia cùng lãnh đạo của 6 tổ chức quốc tế. Trong đó có Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đây cũng là hội nghị đầu tiên của BRICS theo định dạng mở rộng gồm 9 nước, ngoài Brazil, Liên bang Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, còn có thêm Iran, Ai Cập, Ethiopia và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, UAE. Theo truyền thống, Liên Hợp Quốc được coi là thành trì của chủ nghĩa đa phương, nhưng sự liên kết của tổ chức này với các cường quốc phương Tây đang bị đặt dấu hỏi. Hội nghị thường đỉnh này tại Kazan có thể là đòn bẩy tái khẳng định lại vị thế của Liên Hợp Quốc. Để tổ chức này có thể định hướng lại hoạt động giữa các liên minh cũ và các xu hướng mới nổi. BRICS ngày nay không còn chỉ là một liên minh kinh tế mà đang khẳng định mình là một giải pháp thay thế khả thi cho trật tự thế giới do các nước phương Tây xây dựng. Thế giới đơn cực dường như đang nhường chỗ cho một kỷ nguyên đa cực, nơi một số cường quốc mới nổi đang khẳng định lại tiếng nói của mình đối với các vấn đề quan trọng của thế giới. Hội nghị thượng đỉnh Kazan là cơ hội chưa từng có để BRICS vẽ nên bản đồ hợp tác quốc tế mới các nguyên thủ quốc gia có mặt sẽ thảo luận về nhiều vấn đề từ kinh tế đến an ninh, bao gồm cả các thách thức về môi trường. bằng cách hình thành các liên minh chiến lược, Paris đại diện cho hơn 45% dân số thế giới không chỉ tìm cách tăng cường ảnh hưởng của mình mà còn cung cấp một nền tảng thay thế cho các nước đang phát triển thường cảm thấy bị gạt ra ngoài lề trong các tổ chức Bretton Woods truyền thống như IMF hoặc Ngân hàng Thế giới. Các cuộc hội đàm tại Paris có thể đi đến những thỏa thuận tùy thuộc vào phạm vi của chúng có thể xác định lại các quy tắc của nền kinh tế toàn cầu. Hiện nay, các nước phương Tây thay vì đứng ngoài cuộc buộc phải phản ứng với sự phát triển của BRICS. Tuy nhiên, phương Tây vẫn bất đồng quan điểm và chia rẽ về cách tiếp cận khi phải đánh giá lại mối quan hệ của họ với các nền kinh tế mới nổi. Tình hình địa chính trị thế giới căng thẳng như là dấu hiệu cho thấy sự suy si giảm lòng tin vào các thể chế các nước phương Tây làm trung tâm. Lập trường của NATO và các bên liên quan châu Âu đối với BRICS có thể trở thành tâm điểm của các cuộc tranh luận làm nổi bật nhu cầu không thể tránh khỏi về việc thích nghi bằng cách tham dự thượng đỉnh brics ở kazan tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres mang đến thông điệp rằng tổ chức này cần khôi phục vai trò của mình trong một thế giới đang thay đổi hội nghị thượng đỉnh brics lần này cũng có thể mở ra một cơ hội cho các nước nam bán cầu những nước muốn lên tiếng trên trường quốc tế những quốc gia này gần như không có tiếng nói trong các quyết định mang tính toàn cầu Thông qua hình thức hợp tác mới của BRICS, các nước Nam bán cầu có thể hưởng lợi từ kinh nghiệm và nguồn lực của BRICS để thiết lập các mô hình phát triển phù hợp với nhu cầu của họ. Hội nghị thượng đỉnh này có thể đánh dấu khởi đầu cho kết thúc trật tự thế giới cũ do phương Tây xây dựng và sự xuất hiện của một kỷ nguyên mới nơi tiếng nói của Nam bán cầu cuối cùng cũng được lắng nghe. Do đó, các sự kiện ở Kazan hứa hẹn sẽ có những tác động lâu dài đến cách các quốc gia hình dung về trật tự thế giới trong những thập kỷ tới. Bên lề hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS lần thứ 16 tại thành phố Kazan Nga vừa diễn ra, phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đã có những giải thích về khác biệt của BRICS với Liên minh châu Âu-EU. Theo ông Peskov, các thành viên của nhóm BRICS không bị ràng buộc từ các nghĩa vụ chung như trường hợp của EU, mà thay vào đó là chia sẻ các mục tiêu và lợi ích chung. Ông Peskov nói thêm rằng BRICS vẫn chưa có các thuộc tính cần thiết để được coi là một tổ chức, chẳng hạn như điều lệ hoặc các quy tắc được xác định rõ ràng. Thay vào đó, ông Peskov khẳng định BRICS là hiệp hội các quốc gia chia sẻ các giá trị và mục tiêu chung và cam kết thực hiện các nguyên tắc chung về tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi mà không có chủ nghĩa độc tôn. Tiếp tục làm rõ sự khác biệt giữa BRICS và EU, ông Peskov chỉ ra rằng EU lại là một tổ chức có các văn bản theo luật định, các quy tắc rõ ràng, các văn bản ràng buộc và toàn bộ các nghĩa vụ chung. Ông Peskov cũng nhấn mạnh rằng nhóm BRICS không dựa trên sự kết nối chống lại ai đó và không nhằm vào bất kỳ quốc gia thứ ba hoặc các tổ chức khác Lưu ý rằng mục tiêu duy nhất của BRICS là theo đuổi lợi ích chung của tất cả những người tham gia. Hiện tại, hàng chục nhà lãnh đạo nước ngoài đang tề tựu tại Kazan, Nga trong 3 ngày 22 đến 24 tháng 10 để thảo luận và đàm phán song phương. BRICS đặt mục tiêu đưa ra một tầm nhìn mới về chủ nghĩa đa phương toàn cầu. Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, các thành viên BRICS dự kiến đưa ra quyết định về một loạt các vấn đề quan trọng nhằm tăng cường và cải thiện hợp tác trong nhóm. Ngoài ra, Tổng thống Putin cho biết có khoảng 30 quốc gia đã bày tỏ quan tâm đến việc hợp tác với BRICS theo nhiều hình thức khác nhau. BRICS dự kiến sẽ công bố các thành viên mới tại hội nghị thượng đỉnh cũng như giới thiệu quy chế thành viên đối tác mới. Theo trợ lý Tổng thống Nga, Yuri Usakov, tổng cộng 13 quốc gia đang tìm kiếm quy chế đối tác. BRICS được thành lập vào năm 2006 với các thành viên Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, sau khi Nam Phi gia nhập vào năm 2010 nhóm đổi tên thành BRICS là viết tắt chữ cái đầu theo tên tiếng Anh của năm nước Ethiopia, Ai cập, Iran và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE đã được kết nạp vào đầu năm nay. BRICS hiện chiếm khoảng 46% dân số thế giới và hơn 36% GDP toàn cầu. Vừa qua, thủ tướng Đức Olaf Scholz và tổng thống Phần Lan Alexander Stubb đã gặp nhau tại thủ đô Berlin Đức để thảo luận về các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine và khu vực Trung Đông. Theo tin tức từ Berlin. Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb cho biết ông đã thảo luận với Thủ tướng Ukraine về kế hoạch giải quyết xung đột của Kiev, đồng thời bày tỏ mong muốn lắng nghe quan điểm của Thủ tướng Đức. Bên cạnh đó, ông Stubb cho biết hai bên cũng sẽ thảo luận về những diễn biến mới nhất trong cuộc xung đột tại Trung Đông giữa Israel và phong trào Hamas ở giải Gaza, cũng như chiến dịch quân sự gần đây của Israel chống lại lực lượng Hezbollah tại Liban. Ông Stubb cũng bày tỏ hy vọng rằng các nỗ lực ngoại giao để giải quyết những xung đột này sẽ có thêm động lực trong những tuần tới nhà lãnh đạo Phần Lan nhấn mạnh cơ hội sẽ bắt đầu mở ra sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, dự kiến diễn ra vào ngày 5 tháng 11 tới đây. Ông cũng đề cao vai trò quan trọng của Đức với tư cách là một nhà lãnh đạo ở châu Âu trong việc giải quyết những vấn đề nêu trên. Hồi giữa tháng 10 vừa qua, Thủ tướng Đức đã tiếp đón quốc vương Qatar Say Tamim bin Hamad Anthony tại lâu đài Meseberg gần thủ đô Berlin để đàm phán về các vấn đề khu vực và quốc tế nhà lãnh đạo Đức cho biết các nỗ lực ngoại giao về một lệnh ngừng bắn nhân đạo ở Gaza đang tiếp tục diễn ra. Ông Sơn khẳng định chỉ có giải pháp hai nhà nước mới có thể mang lại hòa bình và an ninh cho người Israel và người Palestine. Thủ tướng Sơn cũng đã có các cuộc gặp cấp cao bàn về tình hình Ukraine và Trung Đông, trong đó có cuộc gặp với nhóm Bộ Tứ tại Berlin, với Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer. Tại đây, Đức cùng các quốc gia trên cũng đưa ra tuyên bố chung về việc kêu gọi chấm dứt tình hình xung đột tại Gaza. Ông Son sau đó có chuyến công du đến Istanbul để gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Tại đây, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về các sáng kiến ngoại giao nhằm giảm căng thẳng trong khu vực và khôi phục các cuộc đàm phán hòa bình. Mới đây, người biểu tình ở Bangladesh đã tiến hành bảo vệ dinh Tổng thống tại thủ đô Dhaka, yêu cầu Tổng thống Mohamed Shahabuddin từ chức. Đây là diễn biến mới nhất trong cuộc khủng hoảng chính trị, an ninh tại quốc gia Nam Á bắt đầu từ hồi tháng 7 mà đỉnh điểm là việc cựu thủ tướng Say Hasina từ chức và rời khỏi đất nước. Theo đó bắt đầu từ ngày 22 tháng 10, phong trào sinh viên chống phân biệt đối xử, nhóm đã tổ chức cuộc biểu tình và bạo lực lật đổ cựu thủ tướng Say Hasina, đã công bố yêu cầu 5 điểm, bao gồm cả việc tổng thống từ chức. thêm một cuộc biểu tình ở trung tâm Sahes Mina tại Dhaka, đến đêm cùng ngày, đoàn người biểu tình di chuyển về phía khu Banga Bhaban ở Dhaka hay dinh tổng thống Bangladesh quân đội Bangladesh đã phải dựng rào chắn và tăng cường binh lính để ngăn cản đoàn biểu tình. Những người biểu tình đã đứng bên ngoài khu dinh thự và bắt đầu hô vang khẩu hiệu yêu cầu tổng thống Shahabuddin từ chức. Người biểu tình cáo buộc tổng thống hiện tại là bạn thân của chính phủ độc tài Hasina và vì thế ông ta phải từ chức ngay lập tức. Ông Shahabuddin là tổng thống thứ 16 của Bangladesh, là một công chức và chính trị gia. Ông đã được chọn là tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2023 theo đề cử của Đảng Liên đoàn Awami ngoài yêu cầu Tổng thống Shahabuddin từ chức, phong trào sinh viên chống phân biệt đối xử còn đòi bãi bỏ hiến pháp được viết vào năm 1972 và kêu gọi viết một bản hiến pháp mới trong bối cảnh năm 2024. Phong trào sinh viên còn kêu gọi cấm tổ chức sinh viên Bangladesh Chachalik của đảng liên đoàn Awami của cựu thủ tướng Hasina. Những người biểu tình còn cho rằng các cuộc bầu cử được tổ chức vào năm 2014, 2018 và 2024 dưới thời chính quyền Hasina phải bị tuyên bố là bất hợp pháp và các thành viên quốc hội giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử này phải bị loại bỏ. Họ đã kêu gọi công bố tuyên bố Cộng hòa theo tinh thần của cuộc biểu tình và nổi dậy tháng 7 và tháng 8 vừa qua. Biểu tình không phải điều xa lạ với Bangladesh, quốc gia Nam Á có dân số 170 triệu người. Tuy nhiên, những diễn biến gần đây được mô tả là tồi tệ nhất trong ký ức người dân nước này. Chuyển sang những thông tin về diễn biến tình hình xung đột Nga-Ukraine. Thưa quý vị, truyền thông Ukraine đưa tin lực lượng lính dù nước này gần đây đã đẩy lùi cuộc tấn công bằng thiết giáp của Nga theo hướng Khurakov thuộc tỉnh Donetsk. Dựa trên những hình ảnh từ đoạn video do lữ đoàn lính dù số 46 Ukraine đăng tải, có thể thấy đơn vị này đã sử dụng các máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV để đánh chặn một đoàn xe thiết giáp Nga. Theo thông tin được trang defense ua com trích dẫn từ lữ đoàn lính dù biệt lập số 46 Ukraine, quân đội Nga gần đây đã triển khai một lượng lớn xe thiết giáp để xuyên thủng hàng phòng ngự của lực lượng vũ trang Ukraine nhằm kiểm soát làng Maximilianivka ở tỉnh Donetsk, từ đó mở đường cho cuộc tấn công vào thành phố Kurakhov. Thông tin từ lữ đoàn lính dù số 46 Ukraine viết, đối phương đã triển khai 7 xe tăng và 11 xe bọc thép chở quân hướng về các vị trí phòng thủ của Ukraine. Trong quá trình tác chiến, các lính dù đã phá hủy hai xe tăng và 5 chiến xa chở quân của đối phương, trong khi hai xe tăng khác bị hư hại nặng và buộc phải rút lui. Hiện chưa rõ số phận của 28 binh sĩ Nga tham gia cuộc tấn công. Thông cáo viết thêm, chừng nào chúng tôi còn giữ vững vị trí phòng thủ thì đối phương không thể đạt được mục tiêu. Dựa trên những hình ảnh từ đoạn video do Lữ đoàn lính dù số 46 Ukraine đăng tải, có thể thấy đơn vị này đã sử dụng các máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV để đánh chặn đoàn xe thiết giáp Nga. Hiện nay, máy bay không người lái FPV đã được Ukraine cải tiến và triển khai để chống lại máy bay không người lái trinh sát và tấn công của Nga, thu thập thông tin tình báo cho các đơn vị pháo binh và tên lửa. Hồi tháng 9, quân đội Nga đã quyết tâm đột phá phòng tuyến Ukraine ở ngoại vi thị trấn Kurakhov, nằm ở phần phía tây của tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine. Chỉ trong tháng 9, Nga huy động tới 98 xe quân sự để tấn công vào khu vực phòng tuyến Ukraine ở Kurakhov nhằm tạo bước đột phá mới. Lữ đoàn dù cơ động 46 của Ukraine chấn giữ tiền tuyến khu vực này đã chống trả quyết liệt quân Nga bằng UAV, pháo, xe tăng và bộ binh. Theo phía Ukraine, họ đã vô hiệu hóa nhiều xe cơ giới của Nga và nhiều binh sĩ đối phương. Trong khi đó, Ukraine cũng gặp tình trạng thiếu thốn về nhân lực, khiến lực lượng của họ phải căng mỏng ra để chống đỡ các cuộc tiến công của Nga. Mặt trận Kurakhov hiện đã được Nga kích hoạt hoàn toàn và có bước đột phá lớn khi Nga tiến được 8 km trong một cuộc tấn công cơ giới và chiếm làng Host ngay trước Kurakhov. Cuộc tấn công này cũng khiến các vị trí ở Maximilianivka gặp nguy hiểm do có nguy cơ bị bao vây một phần. Vừa qua, đài Fox News phát sóng nội dung phỏng vấn bộ trưởng quốc phòng Mỹ Lloyd Austin liên quan việc Mỹ không bật đèn xanh cho Ukraine bắn tên lửa tầm xa mà Mỹ cung cấp sang nga. Phía Ukraine liên tục kêu gọi Mỹ và các nước phương Tây cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa mà phương Tây cung cấp để tấn công sang lãnh thổ nga. Trao đổi với Fox News, ông Austin cho rằng ngay lúc này không cần phải dỡ bỏ các hạn chế đối với hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân Mỹ Atac MS và các tên lửa tầm xa khác mà Mỹ cung cấp cho Ukraine. Ông Austin giải thích rằng Mỹ đánh giá Ukraine có năng lực thực hiện các đòn tấn công bằng máy bay không người lái UAV nên không cần đến các hệ thống tên lửa tầm xa. Theo ông Austin, Ukraine có khả năng tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công tầm xa vì Kiev có năng lực rất lớn liên quan tới UAV. Tuy nhiên, ông Austin cũng nói thẳng và lưu ý rằng Nga đã điều chuyển các máy bay được sử dụng trong chiến sự ở Ukraine từ các vị trí vượt ngoài tầm bắn của Atak MS nếu các tên lửa này được bố trí trên lãnh thổ Ukraine. Hồi đầu tháng này, theo các quan chức Ukraine, tên lửa của Nga đã bắn trúng một tàu chở hàng treo cờ Palau tại cảng Odessa, phía nam Ukraine. Theo phía Ukraine, con tàu mang tên Optima vừa cập cảng vài giờ trước khi hứng chịu vụ tấn công. Vụ tấn công đã khiến một công nhân người Ukraine thiệt mạng và năm thủy thủ đoàn mang quốc tịch nước khác bị thương. Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andriy Sibiha đã lên án hành động của Nga, đồng thời cho biết hai con tàu đã bị hư hại nặng nề tại trung tâm xuất khẩu ngũ cốc biển đen, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết về tình trạng của các tàu này. Ông đăng trên trang X của mình, Chúng ta phải hợp tác với tất cả các quốc gia và tổ chức có trách nhiệm để đảm bảo tự do hàng hải ở biển đen và an ninh lương thực toàn cầu. Trước tình hình trên, dẫn tuyên bố của Đại sứ quán Nga cho biết, Anh lập luận rằng việc Nga tăng cường tấn công các cảng và tàu của Ukraine đã gây gián đoạn hoạt động cung cấp thực phẩm cho người dân Palestine và nguồn cung ngũ cốc đến các quốc gia ở Nam Bán Cầu. Nhìn chung, đây là một hành động tự tiết lộ. Trên thực tế, thì những suy đoán về vấn đề này có thể xác nhận sự tham gia của các quốc gia phương Tây trong việc cung cấp vũ khí cho quân đội Ukraine dọc theo tuyến đường biển đen bằng các tàu chở hàng khô thuộc các quốc gia thứ ba. Tuyên bố của Đại sứ quán Nga cũng nêu rõ việc Anh cùng đối tác công bố thêm các khoản chi tiêu để cung cấp cho Ukraine tàu không người lái và radar chỉ chứng minh rằng các phương tiện quân sự này không hề được thiết kế để bảo vệ hành lang ngũ cốc mà nhằm che đậy việc chuyển giao vũ khí cho Kiev bằng đường biển. Hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine bị gián đoạn bởi xung đột, sau đó được nối lại theo thỏa thuận ký tháng 7 năm 2022 do Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc làm trung gian. Tuy nhiên, tháng 7 năm 2023, Nga rút khỏi thỏa thuận vì những điều khoản liên quan đến Nga không được thực thi. Ukraine sau đó một tháng tuyên bố thiết lập hành lang vận chuyển ngũ cốc, đồng thời dùng xuồng cảm tử và vũ khí tầm xa để đẩy hạm đội biển đen Nga ra khỏi phía tây vùng biển. Hành lang ngũ cốc của Ukraine chạy ven bờ phía tây biển đen đi qua khu vực gần Rumani và Bulgari. Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ, bà Janet Yellen thông báo Washington có kế hoạch đóng góp 20 tỷ đô la Mỹ cho gói vay của nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 dành cho Ukraine. Cụ thể, phát biểu với báo giới tại Washington, Bộ trưởng Janet Yellen cho biết, các nhà lãnh đạo G7 sắp hoàn tất kế hoạch cho Ukraine vay 50 tỷ đô la Mỹ. Theo bà, các nhà lãnh đạo có ý định hỗ trợ cho Ukraine vào cuối năm nay nhưng vẫn còn một số công việc nữa để hoàn thiện các chi tiết. Đáng chú ý, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ khẳng định khoản vay này không được cấp từ thuế của người Mỹ mà được hỗ trợ bằng lợi nhuận từ các tài sản bị đóng băng của Nga. Ngoài ra, bà Yellen cho biết ngay tuần tới, Mỹ sẽ công bố các lệnh trừng phạt mới mạnh mẽ nhằm kiềm chế khả năng của Nga trong xung đột với Ukraine, bao gồm cả các bên trung gian ở các nước thứ ba đang cung cấp cho quân đội Nga về nhiều mặt. Bộ trưởng Mỹ không đi vào chi tiết về vấn đề này. Trước đó, Nghị viện châu Âu đã phê duyệt khoản vay lên tới 35 tỷ euro, tương đương với khoảng 37 tỷ đô la Mỹ cho Kiev như một phần của gói tài trợ. Riêng Nhật Bản, quốc gia không thuộc EU nhưng cũng có kế hoạch đóng góp 3,3 tỷ đô la Mỹ. Hiện tại, Mỹ vẫn đang là nhà tài trợ lớn nhất cho Ukraina. Kể từ khi xung đột Đông Âu bùng nổ, Washington đã phân bổ khoảng 175 tỷ đô la Mỹ viện trợ cho Ukraina kể từ khi cuộc xung đột nổ ra vào năm 2022. Trong đó, khoảng 70 tỷ đô la Mỹ vũ khí và thiết bị quân sự. Tiếp theo sau đó là Đức, Anh và Đan Mạch. Tuy nhiên, con số trên có thể lớn hơn rất nhiều nếu như phát biểu hồi đầu tháng 10 của ông Donald Trump là chính xác. Cụ thể, chia sẻ với Fox News, ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa năm nay đã kịch liệt phản đối cách Mỹ đang viện trợ Ukraine mà quên đi việc nước Mỹ vừa bị bão tàn phá. Ông Donald Trump nói: "Chúng ta đã gửi gần 300 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, nhưng có những người dân chịu ảnh hưởng bởi bão Helen chỉ nhận được 750 đô la Mỹ tiền hỗ trợ. Bắc Carolina bị thiệt hại nặng nề nhưng không một ai xung quanh tới giúp đỡ họ. Tôi đã tới đây" tôi thấy một người đàn ông mất nhà và phải ngồi trên một tảng đá. Truyền thông Ukraine sau đó đã phản bác lại tuyên bố của ông Donald Trump, cho rằng con số mà cựu Tổng thống Mỹ đưa ra là không chính xác. Tờ Kiev Post nói rằng Mỹ đã cam kết viện trợ cho Ukraine hơn 100 tỷ đô la Mỹ từ năm 2022 tới nay. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Anh Luke Pola vừa qua viết trên mạng xã hội X cho hay hơn 200 phi công Ukraine đã được đào tạo tại Anh và vừa có một nhóm nữa tốt nghiệp. Cụ thể, ông Pola viết, Hôm nay, tôi đã tham dự lễ tốt nghiệp của những phi công mới nhất từ chương trình đào tạo của không quân Hoàng gia Anh. Những phi công này sẽ sớm lái máy bay F-16 của Ukraine. Anh sẽ sát cánh cùng Ukraine cho đến khi nào còn cần thiết. Trong khi đó, cựu Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine và hiện là đại sứ tại Vương quốc Anh, ông Valery Zaludny trên mạng xã hội cũng khẳng định nhóm phi công thứ ba của Ukraine đã hoàn thành khóa huấn luyện tại quốc gia này. Ông Zaludny cũng gửi lời tri ân tới quốc gia đã hỗ trợ Ukraine đào tạo phi công. Một lần nữa, tôi muốn cảm ơn chính phủ và người dân Anh vì đã tiếp tục ủng hộ Ukraine. Nhờ sự ủng hộ này mà chúng tôi có thể tiếp tục chiến đấu. Nhờ có vương quốc Anh, chúng tôi có cơ hội chiến thắng. Tôi thực sự biết ơn tất cả các nhân viên đã đào tạo phi công của chúng tôi. Tôi hy vọng họ đã chuẩn bị tốt và các giảng viên không thất vọng. Đại sứ nói thêm rằng, rất sớm thôi, những chàng trai này sẽ ra trận. Hồi tháng 12 năm ngoái, nhóm phi công Ukraine đầu tiên được đào tạo tại Anh cũng đã hoàn thành chương trình huấn luyện. Bộ Quốc phòng Anh thời điểm đó cho biết, trong thời gian ở Anh, các học viên Ukraine chỉ bay với máy bay Thổ vì không quân Anh không có F-16 trong biên chế. Các giảng viên người Anh đã hướng dẫn các phi công Ukraine về quy trình xử lý chung, bay bằng thiết bị, điều hướng và bay theo độ hình phù hợp với tiêu chuẩn của NATO. Sau đó, nhóm phi công Ukraine tiếp tục di chuyển sang Đan Mạch, nơi họ được thực tập lái những chiếc F-16 thực thụ. Hiện tại, các học viên là F-16 của Ukraine đang được huấn luyện tại nhiều địa điểm khác nhau. Trong đó có căn cứ không quân quốc gia Morris ở Arizona của Mỹ, căn cứ không quân Skrytstrap của Đan Mạch và một địa điểm ở Romania. Tuy nhiên, The Wall Street Journal đưa tin, Mỹ đang chuyển trọng tâm đào tạo phi công F-16 của Ukraine từ những phi công giàu kinh nghiệm sang những học viên trẻ hơn. Quyết định này có thể trì hoãn nhiều tháng để Ukraine nhận được một phi đội máy bay chiến đấu F-16 hoàn chỉnh. Theo ấn phẩm trên, quyết định này được đưa ra do Ukraine thiếu phi công có kinh nghiệm, thành thạo tiếng Anh. Một số quan chức Mỹ cũng cho rằng học viên trẻ hơn có thể dễ tiếp cận với các phương pháp đào tạo của phương Tây. Quân đội Ukraine vừa qua đã thông báo trong một bài đăng tải trên Telegram cho biết các lực lượng vũ trang Kiev đã sử dụng UAV tấn công căn cứ Lipetsk 2 vào buổi đêm, nhắm vào các kho đạn dược, kho chứa nhiên liệu và trang thiết bị trên không tại địa điểm này. Theo phía Ukraine, căn cứ này nằm ở khu vực Lipet ở phía tây nước Nga, nơi đặt các tiêm kích Su-34, Su-35 và MiG-31. Hiện chưa rõ liệu có bất kỳ chiến đấu cơ nào chịu thiệt hại trong các cuộc tấn công này hay không. Trong cuộc tấn công thứ hai sâu hơn vào lãnh thổ Nga, khoảng hơn 900 km từ biên giới Ukraine, các UAV của Kiev cũng đã nhắm vào một nhà máy sản xuất vũ khí lớn ở khu vực Nini Novgorod. Được biết, nhà máy công nghiệp quốc phòng sở hữu nhà nước còn được biết tới là nhà máy s này chuyên sản xuất đầu đạn, đạn pháo và các tên lửa phòng không. Mỹ áp lệnh trừng phạt lên nhà máy này vào tháng 7 năm 2023 vì vai trò của nó trong việc sản xuất thuốc nổ, chất hóa học, thiết bị kích nổ và đạn dược hỗ trợ kế hoạch quân sự của Nga tại Ukraine. Theo đó, Ukraine cho biết họ cũng sản xuất được bom lượn dẫn đường, vũ khí có khả năng phá hủy cao giống như cách Nga đã sử dụng để nhắm vào các vị trí của quân đội Ukraine. Các hoạt động tấn công trên đã cho thấy Kiev có khả năng nhắm tới các cơ sở quân sự chủ chốt bên trong nước Nga. Các quan chức Mỹ và các nhà phân tích chiến tranh cho biết chiến dịch tấn công sâu này có thể làm phức tạp thêm những hoạt động của Moscow tại Ukraine. Các cuộc tấn công vừa đề cập cũng là những cuộc tấn công mới nhất trong một loạt cuộc tấn công tương tự được tiến hành vào những tuần trước đó, nhắm vào các căn cứ không quân, kho đạn dược, cơ sở lưu trữ vũ khí và các địa điểm khác đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực chiến đấu của Nga. Hiện tại, Ukraine chủ yếu dựa vào các UAV tấn công sản xuất trong nước trong chiến dịch này, bởi Kiev bị hạn chế sử dụng các tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo do phương Tây cung cấp để tấn công vào sâu trong nước Nga. Kiev từ lâu đã cố gắng thuyết phục đồng minh dỡ bỏ các hạn chế này khi dẫn ra rằng chúng cản trở khả năng chiến đấu hiệu quả. Một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ nhận định với báo giới đầu tháng này rằng đầu Năm Góc đã ghi nhận việc Ukraine tiến hành các cuộc tấn công UAV tầm xa thành công nhằm vào các mục tiêu như các kho đạn dược của Nga bên cạnh các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở năng lượng. Mặc dù quan chức trên cho rằng các kết quả sẽ không diễn ra ngay lập tức bởi các mục tiêu nằm xa tiền tuyến, tuy nhiên vị này cũng nhận định chúng tôi nghĩ những cuộc tấn công này sẽ phần nào tác động đến tình hình trong xung đột. Đồng quan điểm, ông George Barros, một nhà phân tích về Nga tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK, nhận định với Business Insider rằng chiến dịch tấn công tầm xa của Ukraine có thể gây khó cho Moscow trong việc tái khởi động các hoạt động tấn công vào mùa xuân tới. Ông Barut cũng cho rằng, thậm chí trước các chiến dịch tấn công ồ ạt gần đây của Kiev, nhịp độ tiến công của Nga đã chậm lại ở phía đông Ukraine. Theo phân tích của ông Barut, chiến dịch của Ukraine nhắm vào các cơ sở chiến lược như các kho đạn dược sẽ làm quân đội Moscow khó khăn hơn, trong khi họ vốn có thể tiếp tục tấn công mạnh mẽ trong những tháng tới, đặc biệt khi thời tiết sắp trở nên tệ hơn và tác chiến trở nên khó khăn hơn. Chuyển sang những thông tin về diễn biến tình hình xung đột ở Trung Đông. Thưa quý vị, mới đây, Thủ tướng Israel đã có ám chỉ rằng tham vọng của mình có thể vượt xa việc đè bẹp Hamas và Hezbollah, hai mối đe dọa cấp bách nhất mà Tel Aviv đang phải đối mặt ở thời điểm hiện tại. Ông cho biết vụ ám sát thủ lĩnh Nasara là một bước đi cần thiết hướng tới việc thay đổi cán cân quyền lực trong khu vực trong nhiều năm tới. Quan điểm này làm dấy lên lo ngại về ý định của ông đẩy Israel vào một cuộc đối đầu trực tiếp với Iran. Khi lực lượng Israel sát hại thủ lĩnh Hamas Zahia Sinwa được cho là chủ mưu vụ thảm sát ngày 7 tháng 10 năm 2023 vào tuần trước, nhiều người ở trong và ngoài Israel hy vọng đó có thể là thời điểm Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố chiến thắng và thu hẹp quy mô hoạt động ở Gaza với hy vọng đảm bảo lệnh ngừng bắn và thỏa thuận thả con tin. Nhưng một tuần sau sự ra đi của ông Sinqua ngày càng rõ là họ đã sai. Ông Netanyahu là Thủ tướng tại vị lâu nhất của Israel, đang lãnh đạo đất nước vượt qua cuộc giao tranh dài nhất từ trước đến nay. Các đồng minh quốc tế của Israel cũng như nhiều người trong nước đang gây sức ép buộc ông Netanyahu chấm dứt cuộc xung đột đó ngay lúc này. Chỉ ra rằng vụ ám sát ông Sinwa diễn ra sau những thành công quân sự khác. Đáng chú ý nhất là vụ tiêu diệt thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah. Nhưng thay vào đó, ông Netanyahu thề sẽ tiếp tục chiến đấu, khiến thế giới đoán già đoán non về mục tiêu cuối cùng của ông. Thủ tướng Israel đã ám chỉ rằng tham vọng của mình có thể vượt xa việc đè bẹp Hamas và Hezbollah. Hai mối đe dọa cấp bách nhất mà Netanyahu đang phải đối mặt. Ông cho biết vụ ám sát Nasrallah là một bước đi cần thiết hướng tới việc thay đổi cán cân quyền lực trong khu vực trong nhiều năm tới. Quan điểm này đã làm dấy lên lo ngại về ý định của ông đẩy Israel vào cuộc đối đầu trực tiếp với Iran. Israel và Iran hiện đang ở rất gần một cuộc gia tăng căng thẳng lớn khác sau khi Iran phóng một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo lớn vào Israel vào ngày 1 tháng 10. Ông Netanyahu ngay lập tức thề sẽ trả đũa nhưng ba tuần sau, thế giới vẫn đang chờ xem Israel sẽ làm gì tiếp theo. Mỹ và các đồng minh khác đã thúc giục ông Netanyahu kiềm chế và tranh tấn công các tài sản hạt nhân và dầu mỏ của Iran, nhưng không rõ liệu họ có thành công hay không. Thủ tướng Netanyahu đã công khai tuyên bố rằng ông muốn quân đội của mình loại bỏ các lực lượng ủy nhiệm của Iran đang gây ra mối đe dọa trực tiếp nhất đối với Israel, đó là Hamas ở Gaza và Hezbollah ở miền nam Liban. Nhưng ngày càng rõ ràng rằng điều đó có thể không thể đạt được. Tình hình hiện tại ở phía Bắc Gaza cho thấy lý do tại sao quân đội Israel đã rút khỏi khu vực này hai lần sau khi cả hai lần đều tuyên bố rằng họ đã đánh bại Hamas ở đó. Tuy nhiên, đầu tháng này, lực lượng phòng vệ Israel đã tiến vào một lần nữa sau khi tuyên bố có dấu hiệu Hamas tái xuất hiện trong khu vực. Việc ông Netanyahu còn do dự chưa ký kết thỏa thuận ngừng bắn, ngay cả sau khi giành được một số chiến thắng quân sự, đã khiến nhiều người ở Israel tức giận. Các cuộc biểu tình hàng tuần chống lại ông và chính phủ Israel lại tiếp tục, yêu cầu một thỏa thuận với Hamas nhằm đảm bảo việc thả 101 con tin vẫn bị giam giữ ở Gaza. Theo các nhà phân tích, ông Netanyahu đang chơi một trò chơi phức tạp, cố gắng cân bằng các yêu cầu mâu thuẫn của nhiều đồng minh mà ông không thể để mất. Tỷ lệ ủng hộ ông Netanyahu đã cải thiện trong năm qua nhưng không đủ để ông có thể kêu gọi một cuộc bầu cử mới và giành chiến thắng, vì vậy ông đã bị mắc kẹt. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết ông chưa nắm được bằng chứng về cáo buộc của Israel rằng có hầm ngầm chứa đầy tiền mặt của Hezbollah dưới một bệnh viện ở Beirut. Ông nói, chúng tôi chưa nắm được bằng chứng về điều đó ở thời điểm này, nhưng như bạn biết, chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với Israel để hiểu rõ hơn về những gì họ đang theo đuổi. Lực lượng phòng vệ Israel, IDF, trước đó cáo buộc rằng Hezbollah đã cất giấu hàng trăm triệu đô la Mỹ tiền mặt và vàng trong hầm dưới bệnh viện Al-Shahel ở Beirut. Tuy nhiên, IDF cho biết họ sẽ không tấn công cơ sở này Cách đây ít hôm, chuẩn đô đốc Daniel Hagari, phát ngôn viên lực lượng phòng vệ Israel IDF, đã thông báo không quân Israel đã tung đòn tấn công chính xác vào các trung tâm tài chính của Hezbollah. Một trong những mục tiêu chính của chúng tôi là một hầm ngầm chứa hàng chục triệu đô la Mỹ tiền mặt và vàng. Số tiền này được sử dụng để tài trợ cho các cuộc tấn công của Hezbollah vào Israel. Ông Hagari sau đó đã giải mật thông tin tình báo của IDF, tiết lộ về một hầm ngầm chứa khoảng 500 triệu đô la Mỹ tiền vàng của Hezbollah nằm bên dưới một bệnh viện ở phía nam Beirut, Liban. Ông Hagari nói, số tiền này vẫn có thể được dùng để tái thiết Liban. Phía IDF khẳng định sẽ không tập kích bệnh viện Sahel, nhưng kêu gọi các tổ chức quốc tế ngăn chặn Hezbollah sử dụng số tiền này cho các hoạt động tấn công Israel. Chuẩn đô đốc Daniel Hagari còn cáo buộc lãnh đạo Hezbollah, ông Sayed Hassan Nasrallah, đã xây dựng hầm ngầm này. Theo ông Hagari, hầm ngầm bên dưới bệnh viện Al-Sahel được thiết kế dành cho các cuộc ẩn náu dài ngày. Vào tháng 9, IDF đã triển khai một cuộc tấn công lớn tại Beirut, giết chết ông Hassan Nasrallah. Về phần mình, ông Fadi Alame, giám đốc của Bệnh viện Al-Sahel, nói với hãng thông tấn Reuters của Anh rằng Israel đang đưa ra những tuyên bố sai sự thật, đồng thời kêu gọi quân đội Liban kiểm tra và chứng minh rằng bệnh viện chỉ có phòng phẫu thuật, bệnh nhân và nhà xác. Tờ Times of Israel đưa tin, Bệnh viện Al-Sahel đã mở cửa đón các nhà báo vào tham quan tự do sau tuyên bố của IDF trong khi đó, các nhà báo tham quan bệnh viện al Sahel tuyên bố họ không thấy bằng chứng nào về hầm ngầm chứa tiền của Hezbollah. Theo báo cáo về chi phí kinh tế của cuộc xung đột, do Hội nghị Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển UNCTAD thiết lập, cuộc giao tranh giữa Israel và Hamas kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023 đã tàn phá những gì còn sót lại của nền kinh tế và cơ sở hạ tầng ở Gaza. Báo cáo đã được trình lên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng trước cho biết hoạt động kinh tế ở Gaza vốn đã suy yếu trước xung đột, đã bị đình trệ, ngoại trừ các dịch vụ y tế và thực phẩm nhân đạo tối thiểu được cung cấp trong điều kiện thiếu nước, nhiên liệu và điện trầm trọng, hạn chế đáng kể khả năng tiếp cận của người dân. Tốc độ tăng trưởng xây dựng cũng giảm 96%, sản lượng nông nghiệp giảm 93%, sản xuất giảm 92% và sản lượng ngành dịch vụ giảm 76%. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp đã tăng tới 81,7% trong quý đầu tiên của năm 2024, và có khả năng sẽ trở nên tồi tệ hơn hoặc kéo dài trong bối cảnh hoạt động quân sự vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Báo cáo nhấn mạnh, các hoạt động quân sự dữ dội ở Gaza đã gây ra thảm họa nhân đạo, môi trường và xã hội chưa từng có, đẩy Gaza từ tình trạng suy thoái đến sự hủy hoại hoàn toàn. Những hậu quả sâu rộng đó sẽ còn kéo dài trong nhiều năm tới và có thể mất nhiều thập kỷ để đưa Gaza trở lại nguyên trạng trước đây. Theo báo cáo, nếu các bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn, phải mất 350 năm nữa Gaza mới khôi phục được tổng sản phẩm quốc nội GDP về mức năm 2022. Báo cáo cho biết cuộc xung đột hiện nay ở Gaza diễn ra sau giai đoạn năm 2007 đến 2022, khi nền kinh tế của Gaza vốn đã chịu ảnh hưởng nghiêm trọng do những hạn chế mà Israel áp đặt. Liên hợp quốc nhấn mạnh doanh thu bị mất do các hạn chế và hoạt động quân sự là rất khủng khiếp. Theo ước tính kỹ lưỡng được mô tả trong báo cáo hiện tại, nếu không có những hạn chế đó, ước tính đến cuối năm 2023, GDP của Gaza sẽ cao hơn trung bình 77,6% so với mức thực tế. Trong 3 quý đầu năm 2023, trước khi xung đột nổ ra, nền kinh tế Gaza đã suy thoái với tốc độ hàng năm khoảng 3%, nền kinh tế suy thoái 22,6% trong năm 2023 nói chung, trong đó 90% mức giảm này xảy ra trong quý 4. Báo cáo cho biết đến cuối tháng 7 năm 2024 88% các tòa nhà trường học đã bị hư hại, 21 trong số 36 bệnh viện ngừng hoạt động và 45 trong số 105 cơ sở y tế cơ sở không hoạt động. Hơn 62% các tòa nhà dân cư bị hư hại hoặc phá hủy, trên 59% cơ sở hạ tầng của ngành nước, vệ sinh cũng bị thiệt hại nặng nề. UNCTAD cho biết trong quý 4 năm 2023, Gaza đã ghi nhận tình trạng suy thoái kinh tế lớn nhất trong lịch sử gần đây. GDP giảm 80,8% so với quý 2 năm 2023 và giảm 81,4% so với cùng kỳ. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Toàn cảnh Thế giới trên kênh của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.